bát mì cay. Bác ơi, bác có thể cho cháu xin một chiếc bánh được không? Cháu đói quá. Xin xỏ gì, người ta còn chưa mở hàng, ra chỗ khác đi. Đi ngay, ở đây không phát đồ ăn miễn phí nhé. Này nhóc, sao lại ngồi trước cửa quán nhà cô thế này? Cháu xin lỗi, tại cháu đói quá, nhưng cháu không có tiền. Cháu chỉ muốn ngồi đây ngửi mùi một lúc cho đỡ thèm thôi ạ. Ngồi đây làm gì? Vào nhà đi, cô mời cháu một bát mì nhé. Sao ạ? Cô mời cháu ạ? Sao? Không muốn à? Dạ không ạ, cháu muốn lắm. Cảm ơn cô ạ. Ăn từ từ thôi, không nghẹn. Lâu lắm rồi cháu mới được ăn một bát mì ngon thế này. Ngon quá cô ạ. Thế ăn đi nhé. Nếu hết bát này vẫn chưa no thì bảo cô. Cô ra phụ chú bán hàng đã. Hôm nay khách đông quá anh nhỉ. Ngày nào cũng thế này thì tốt, đông khách thì tốt, nhưng thế này thì vất vả quá. Gần 2 giờ sáng mới xong việc. Ngày nào cũng thế thì vợ chồng mình đuối mất. Vất vả mấy mà có mình bên cạnh thì em cũng chịu. Cô chú ơi, cô chú ơi, mau đóng cửa lại đi, có người xấu. Là sao? Cô nhìn kìa, họ đang tiến về đây đó. Anh ơi, mau đóng cửa lại. Ý thật, chúng nó đóng cửa rồi. Thế thì phá cửa ra. Tôi đã báo cảnh sát rồi, họ sẽ có mặt trong vài phút nữa thôi. Các người sẽ không thoát được đâu, nếu không ra khỏi đây ngay lập tức. Có lẽ chúng đi rồi. Cậu bé, hôm nay may mà có cháu. Cô chú cảm ơn cháu nhiều lắm. Không có gì ạ. Nhưng sao cháu biết chúng sắp đến cướp tiệm mì của nhà cô mà đến báo kịp thời thế? Cô còn nhớ hôm cô mời cháu ăn bát mì không? Trong lúc ngồi ăn, cháu ngồi cạnh một nhóm người. Tiệm này làm ăn có vẻ khá đấy, chắc là nhiều tiền lắm đây. Đợi ngày nào chúng đóng cửa muộn, khi đó vắng người, chúng ta sẽ ra tay. Cháu tình cờ nghe được câu chuyện đó nên vô cùng lo lắng. Vậy tại sao cháu không báo cho cô chú biết sớm mà để đến tận hôm nay? Cháu cũng muốn thế lắm chứ. Nhưng liệu cô chú có tin lời một đứa trẻ con như cháu không? Bởi vì cháu cũng không biết chắc chắn lúc nào họ sẽ đến. Vì thế, ngày nào cháu cũng ở đây cho đến khi cô chú đóng cửa để chờ đợi. Cho đến hôm nay, khi nhìn thấy họ, cháu mới dám chắc đó là sự thật và báo cho cô chú biết. Đúng là chỉ hơn nhau một tích tắc thôi. Nếu cháu không đến kịp thì chắc chắn có chuyện lớn xảy ra rồi. Nhưng việc này hình như quá nguy hiểm đối với một đứa trẻ như cháu. Tại sao cháu lại liều mình giúp chúng ta vậy? Cháu mồ côi từ nhỏ, đã đi xin ăn rất lâu, nhưng chưa có ai đối xử tốt với cháu như cô chú. Cô chú không những không đuổi mắng cháu mà lại còn cho cháu ăn ngon và no. Cháu... Thôi nào, cháu đã vất vả rồi. Đêm nay cháu cứ ở lại đây ngủ một giấc đã, rồi ngày mai nói chuyện tiếp. Dạ. Trong khuôn mặt thằng bé lúc ngủ mới đáng yêu làm sao. Anh à, chúng ta đã không có con nhiều năm rồi, hay là mình nhận bé Minh làm con nuôi? Thằng nhỏ cũng ngoan ngoãn. Anh cũng định nói với em thế. Từ nay chúng ta sẽ trở thành người một nhà. Con hãy ở lại đây với chúng ta. Chúc mừng anh, là bé gái nặng 3,5 kg. Ôi, con gái của ba. Em gái à, em ngủ ngoan nha. Sau này lớn, nhất định phải hiếu thảo với ba mẹ đó. Minh! Nửa đêm, con xách ba lô đi đâu đó? Con chỉ mang quần áo thôi. Không có gì quý báu trong này đâu ạ. Ba có thể kiểm tra. Con nói linh tinh cái gì vậy? Ba đang hỏi là con đi đâu, chứ có nói con lấy cái gì quý giá đâu. Con xin lỗi vì không báo trước cho ba mẹ.
chắc con sẽ rời khỏi đây ạ. Con nói gì vậy Minh? Sao con lại rời khỏi đây? Con không muốn ở đây với ba mẹ và em sao? Con rất muốn, nhưng... Nhưng sao? Con nỡ bỏ ba mẹ mà đi à? Con không thương ba mẹ nữa sao? Trước đây, con sống trong cô nhi viện. Đến 6 tuổi thì được người ta nhận nuôi. Nhưng rồi không lâu sau đó, họ sinh được em trai thì họ không còn yêu con nữa. Họ mang con trở lại cô nhi viện và bỏ đi. Con đã chạy theo xe họ, chạy mãi và cuối cùng bị lạc, nên mới trở thành trẻ lang thang. Ba mẹ đã có em rồi, chắc cũng không cần con nữa phải không? Ngốc quá, sao có thể nghĩ như vậy? Ba mẹ không bao giờ hết yêu con. Con đã là con của ba mẹ rồi thì cả đời vẫn là con của ba mẹ. Có em Bông, ba mẹ sẽ càng yêu thương con hơn. Chính con đã mang em Bông đến với gia đình ta, cho nên con phải ở đây cùng ba mẹ mãi mãi, biết chưa? Con rất yêu ba mẹ và em. Người đang sọt. Con trai, đi nghỉ đi mà lấy sức, mai còn phải ra đồng sớm nữa con. Dạ, mẹ cứ đi ngủ trước đi ạ. À, con đang học dở cuốn binh thư này, càng đọc con càng vỡ ra thật nhiều điều bổ ích mẹ à. Giặc dữ đang rình rập ngoài bờ cõi, nước có yên thì nhà mới vững. Dân thường chúng ta chỉ ao ước sao cho đất nước được yên ổn, thái bình. Nhất định rồi giặc dữ sẽ bị đánh đuổi thôi. Con được biết triều đình đang họp bàn kế sách đánh giặc rồi mẹ à. Hy vọng là rồi cuộc sống thanh bình như xưa sẽ mau chóng trở lại. Anh biết tin gì chưa? Tin gì cơ? Ban nãy vừa có lệnh ban xuống rồi đấy. Nhà nhà người người sẵn sàng tòng quân chống giặc ngoại xâm đấy. Như vậy có nghĩa là quân giặc sắp sang đến bờ cõi rồi. Tình hình khẩn cấp quá. Chỉ nay mai thôi là Hưng Đạo Vương sẽ từ Vạn Kiếp trải quân về đây qua Thăng Long đấy. Thật ư? Gì mà anh mừng vui dữ vậy? Tôi nhất định phải gặp tận mặt chủ tướng một lần anh à. Tại sao anh lại muốn gặp tướng quân? Tôi muốn gặp người để bày tỏ với người kế sách đánh giặc của mình. Dân thường chúng ta thì chỉ cần biết theo lệnh trên ban mà đánh giặc là được rồi. Anh thật là, nhỡ đâu lại mạo phạm đến tướng quân, tội nặng chứ chẳng chơi đâu. Không, nhất thiết tôi phải gặp bằng được người. Người kia, cớ sao ngồi giữa đường như vậy? Mau mau dẹp đường cho tướng quân đi qua. Này, có nghe thấy chúng ta nói gì không vậy? Để tôi quay lại bẩm với tướng quân. Dạ thưa, ở phía trước kia có một người ngồi đang sọt giữa đường, không chịu tránh ra cho đoàn rước đi đâu ạ. À, kẻ nào dám to gan vậy? Mau trừng trị theo quân pháp. Dạ. Kẻ thường dân to gan, còn không mau tránh ra kéo chịu phạt. Hắn vẫn cố tình không tránh, có âm mưu gì chăng? Vậy thì chúng ta cứ xử lý thích đáng. Trời đất, giáo đâm trọng thương vậy mà hắn vẫn ngồi yên được sao? Là người hay là ma vậy? Đằng trước kia có chuyện gì mà mỹ đến vậy? Dạ thưa tướng quân, ở đằng trước có một người thanh niên ngồi đang sọt, nhất quyết không chịu tránh đường cho quân lính đi ạ. À, Hạ Kiều, để ta xuống xem thực hư thế nào. Chàng thanh niên kia kiên dũng có thừa, khí sắc phi phàm, không phải bậc tầm thường. Này chàng trai, hà cớ gì mà phải ngồi đan sọt giữa đường như vậy? Thưa tướng quân, thật tình bề tôi ngồi đan sọt ở đây từ sáng tới giờ là muốn gặp người. Muốn gặp ta? Có chuyện gì mà ngươi tha thiết muốn gặp ta đến nỗi không ngại hiểm nguy đến bản thân như vậy? Dạ thưa tướng quân, đất nước đang gặp hiểm nguy,
Thần làm trai nóng lòng muốn đem sức hèn tài mọn ra giúp nước, muốn một lòng phò tá tướng quân giết giặc lập công. Những ngày qua, tiểu dân nung nấu kế sách đánh giặc, chỉ mong có ngày được gặp tướng quân để bày tỏ. Khá khen cho lòng yêu nước của nhà ngươi. Vậy cho ta biết, theo nhà ngươi, thì kế sách đánh giặc quan trọng nhất là gì? Dạ bẩm, trong môn vạn kế sách thì quan trọng nhất là kế sách lấy dân làm gốc. Nhân dân một lòng trên dưới hòa thuận thì kẻ địch dẫu mạnh đến mấy cũng chỉ chuốc lấy bại vong mà thôi. Không ngờ một chàng trai nông dân chỉ ngồi đan sọt thôi mà cũng đã thông thạo binh pháp, nung nấu một lòng nồng nàn yêu nước. Đất nước này còn những người như ngươi thì ta tin rằng kẻ thù dấu mạnh đến mấy cũng không còn đáng sợ. Chàng trai, hãy theo ta về kinh, phò giúp ta nghĩ kế sách diệt giặc. Nhất định chúng ta sẽ cùng hiệp lực đẩy chúng ra khỏi bờ cõi này. Dạ, xin cảm tạ tướng quân. Với tài năng bẩm sinh và chí hướng đúng đắn của mình, lại được đích thân Trần Quốc Tuấn rèn cập, Phạm Ngũ Lão mau chóng trở thành một trong những vị tướng xuất sắc trong cả hai lần đánh tan giặc xâm lược Nguyên Mông. Câu chuyện của thầy Lang. Mình về rồi à? Sao mình đi lâu vậy? Ừ, tại thời tiết này nhiều người mất phong hàng quá. Mình phải vất vả rồi, hay mình từ chối bớt đi? Không được, mình vất vả một chút nhưng cứu giúp được nhiều người là cái phúc rồi mình à. Thầy Dân ơi! Chắc lại gọi mình đi chữa bệnh nữa đó. Thưa thầy, phu nhân nhà con bị thổn huyết ra máu. Xin hãy đến cứu giúp phu nhân con với ạ. À. Thưa thầy, bệnh của tôi có nặng lắm không ạ? Phổi của bà gặp chút vấn đề, tôi sẽ kê thuốc cho bà. Không sao đâu phu nhân, có thầy Lang Dần đây rồi. Thầy Lang Dần, có thuốc nào công hiệu nhất, xin đại phu cứ kê ra. Dù có quý hiếm thế nào, nhà tôi đều đáp ứng được. Nhà tôi là thương nhân giàu nhất kinh thành, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Miễn là tôi khỏi bệnh, phải thế không mình? Đúng vậy, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, chỉ cần ông có thể chữa khỏi cho phu nhân của tôi. Đây, ông thấy rồi đó, xin ông hãy dốc lòng chữa cho tôi. Chồng tôi nhất định không để ông thiệt thòi đâu. Tôi sẽ làm đúng với lương tri của một vị thầy thuốc. Có thuốc nào tốt nhất tôi sẽ kê. Đó là nguyên tắc làm việc của tôi. Vâng, vâng, trăm sự nhờ thầy. Thầy Lang Dần, xin mời qua bên kia uống nước một lúc. Liền, cô lui xuống đi. Dạ. Xin hỏi bệnh vợ tôi có cứu được nữa không? Ông nói gì? Tôi có một vài lý do không tiện nói, nhưng muốn nhờ ông nói giúp với vợ tôi á, là bệnh của bà ấy không thể cứu được nữa. Ngần tiền này để ông giúp tôi điều đó, không quá bèo chứ. Xin ông cất số tiền ấy đi cho. Việc làm trái đạo đức và ác độc đó tôi không bao giờ làm. Ông đúng là không biết điều, đồ gàn dớn. Anh thông cảm nha, mai anh hãy quay lại, chắc ông ấy sẽ có nhà đó. Tôi đây, có việc gì thế? May quá, thầy Lang Dần, xin hãy cứu vợ tôi với. Cô ấy bị nhiễm phong hàn nặng quá rồi, tôi cầu xin ông hãy nhanh đến cứu vợ tôi. Vâng, anh dẫn đường cho tôi đi. Mình ơi, mình sao rồi? Tôi gọi thầy Lang Dần đến đây rồi nè. Thầy cứ xem bệnh cho vợ tôi, tôi sang dỗ thằng bé. Nào nào, nín đi con. Cha đây, cha đây. Thưa thầy, bệnh của tôi đã nặng quá rồi. Chồng tôi đã mời thầy Lang khắp nơi đến chữa nhưng không khỏi. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ không chữa bệnh đâu. Kìa, nhà cô nói gì lạ vậy? Có bệnh thì phải chữa chứ. Ông cũng thấy gia cảnh nhà tôi khốn khó như thế nào rồi đấy. Cứ phải chạy vại tiền thuốc thang cho tôi, chồng con tôi sẽ còn khổ mãi.
Thôi thì... Cô không nên có suy nghĩ như vậy. Người sống là đống tiền. Cô cố gắng khỏi bệnh còn giúp chồng nuôi con. Con cô còn nhỏ rất cần mẹ. Thưa thầy, vợ tôi thế nào ạ? Nhất định chữa khỏi đúng không đại phu? Anh ra ngoài này, tôi sẽ đưa thuốc cho anh và chỉ cách sắt. Xin thầy Lan, hãy cứu lấy vợ tôi. Ấy ấy, anh đừng thế. Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Chỉ cần cách nào đó cứu được cô ấy, đại phu bảo tôi lên rừng xuống biển, trèo đèo lội suối, tôi cũng sẽ sẵn sàng làm. Dù có phải bán cả cái mạng này, tôi vẫn phải cứu được vợ tôi. Vợ chồng anh yêu thương nhau như thế, nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn. Anh yên tâm, tôi sẽ dốc hết lòng để cứu bằng được vợ anh. Đa tạ thầy. Tình cảm của vợ chồng họ dành cho nhau thật khiến người khác cảm động. Hạnh phúc đâu có nằm ở phú quý giàu sang chứ. Tình yêu không lời. Báo ngược rồi. Anh là Tony. Em là Jenny. Rất vui được làm quen với anh. Một thời gian sau. Anh muốn mời em đi chơi được không? Cô ấy sao thế nhỉ? Sao đang vui, cô ấy lại bỗng dưng buồn bã như vậy? Mình đã làm gì sai ư? Mình phải đến gặp cô ấy. Cháu tìm ai? Thưa cô, cháu là Tony, bạn của Jenny. Em Jenny có nhà không ạ? Con bé không có ở nhà cháu à. Vậy cô cho phép cháu vào nhà đợi cô ấy được không ạ? Cháu biết đấy, con bé đi học rất bận, vả lại nó có lẽ không muốn gặp cháu. Tại sao ạ? Bởi vì con bé không nói được. Con gái à, căn phòng này u tối và ngột ngạt quá. Con đóng cửa sổ lâu quá, không tốt cho sức khỏe đâu con. Nhưng... Cũng đã một thời gian chàng trai nhà đối diện không đến tìm con nữa. Mẹ nghĩ có lẽ cậu ta cũng đã quên con rồi. Anh rất nhớ những chiếc máy bay giấy. Em cũng rất nhớ anh. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.